Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết đảo Sinh Tồn. Đảo Sinh Tồn nằm ở tọa độ 9 độ 53 phút độ vĩ Bắc và 114 độ 19 phút độ kinh Đông. Đảo Sinh Tồn là một hòn đảo nằm trong cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa. Đảo này cùng với các đảo đá, bãi phù cẩn về mặt tổ chức hành chính thuộc xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền khoảng 320 hải lý, cách đảo Sinh Tồn Đông khoảng 14 hải lý về phía Tây. Đảo Sinh Tồn chạy dài theo hướng đông tây, chiều dài khoảng 400m, chiều rộng khoảng 220m. Xung quanh đảo có tường kè chắn sóng. Hai đầu của đảo theo hướng đông tây có hai dải cát di chuyển theo mùa. Đảo có diện tích đất tự nhiên vào khoảng 8 ha và diện tích cải tạo thêm trên nền san hô là khoảng 11 ha. Đảo Sinh Tồn nằm trên nền san hô ngập nước, cách bờ kè khoảng 300 đến 600m khi thủy triều xuống thấp nhất nền san hô lùa khỏi mặt nước từ 0,2 đến 0,4 mét. Cũng như các đảo khác trên của đảo Trường Sa, đảo sinh tồn nắng nóng và có hai mùa gió chính là gió Đông Bắc và gió Tây Nam, chế độ thủy triều và bán nhật triều không đều. Đảo Sinh Tồn là một trong những đảo của quần đảo Trường Sa, có dân thường cư trú và là nơi đặt trụ sở ủy ban nhân dân xã Sinh Tồn. Đảo có nhiều công trình dân sinh như trường tiểu học xã Sinh Tồn, trạm khí tượng thủy văn, hệ thống điện gió và điện mặt trời, nhà văn hóa, trạm xá. Nhà văn hóa đảo sinh tồn được hoàn thành vào tháng 3 năm 2012, gồm 2 tầng, có các phòng nghỉ, phòng sinh hoạt tập trung với diện tích là 740m2. Đảo có một ngôi chùa mang tên là Chùa Sinh Tồn, được xây dựng theo phong cách truyền thống một gian hai trái, với mái cong, đầu đao và những pho tượng được chế tác công phu. Tính đến năm 2020, đây là một trong sáu ngôi chùa hiện diện trên của đảo Trường Sa. Đất trên đảo sinh tồn chủ yếu là cát và san hô. Đảo có nhiều cây xanh nhưng không có giếng nước ngọt. Cây xanh lớn trên đảo chủ yếu là các cây phong ba, bão táp, bàng vuông, dừa và mù u để chống sóng. Binh lính và dân trên đảo có cải tạo đất để trồng các loại rau như rau cải, rau muống, rau mồng tơi và rau đay. Ngoài ra trên đảo còn có nuôi được lợn, gà, vịt, chó. Sau khi Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974, đầu tháng 2 năm 1974, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quyết định tăng cường phòng thủ các đảo ở quần đảo Trường Sa, đưa lực lượng ra đóng ở 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm có đảo Nam Yết, đảo Trường Sa, đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn và đảo Sơn Ca. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, đội đặc công số 1 của trung đoàn 126 được tăng cường 3 tàu vận tải của lữ đoàn 125 Bộ Tư lệnh Hải quân để chiếm giữ các đảo tại quần đảo Trường Sa từ tay Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Hải quân nhân dân Việt Nam giải phóng đảo Sinh Tồn và đóng quân trên đảo từ đó đến nay. Ngày 9 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 193 HDBT thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai, bao gồm toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa trước đó thuộc huyện Long Đất. Ngày 28 tháng 12 năm 1982, Quốc hội khóa 7 ra nghị quyết sát nhập huyện Trường Sa vào tỉnh Phú Khánh. Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tỉnh Phú Khánh được tách ra thành hai tỉnh là Phú Yên và Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa cho đến nay. Theo Nghị định số 6 năm 2007 NDCP vào ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành lập ba đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Trường Sa là thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây thị trấn Trường Sa được thành lập trên cơ sở đảo Trường Sa và các đảo Bãi Đá, Bãi Phủ Cận. Xã Song Tử Tây được thành lập trên cơ sở đảo Song Tử Tây và các đảo Bãi Đá, Bãi Phủ Cận. Xã Sinh Tồn được thành lập trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo Bãi Đá, Bãi Phủ Cận. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.